trái cây được sấy khô thì chứa lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất cao hơn gấp 3,5 lần so với trái cây tươi. Trái cây khô được xem là một trong những món ăn rất là ưa thích của nhiều người. Tuy nhiên, nhiều người đã cho rằng là trái cây khô thì không tốt cho sức khỏe. Thực hư như thế nào, các bạn hãy cùng xem hết video dưới đây cùng dược sĩ Nguyễn Thúy nhé. Trái cây khô thì có giá trị dinh dưỡng rất là cao. Một phần trái cây khô chứa lượng chất dinh dưỡng tương đương với trái cây tươi, nhưng cô đặt trong một cái gói nhỏ hơn rất là nhiều. Tính theo trọng lượng thì trái cây được sấy khô thì chứa lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất cao hơn gấp 3,5 lần so với trái cây tươi. Trái cây khô nói chung là nó sẽ chứa rất là nhiều chất xơ và là nguồn cung cấp các chất chống oxy hóa tuyệt vời, đặc biệt là polyphenol. Chất chống oxy hóa polyphenol nó có liên quan đến các lợi ích của sức khỏe như là cải thiện được lưu lượng máu, sức khỏe tiêu hóa được tốt hơn, giảm tổn thương do oxy hóa và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh. Tuy nhiên thì một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ như là hàm lượng vitamin C giảm đáng kể khi mà trái cây được sấy khô. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng là những người mà ăn trái cây mà sấy khô thì có xu hướng là sẽ nhẹ cân hơn và hấp thu nhiều chất dinh dưỡng hơn so với những người không ăn trái cây sấy khô. Ăn trái cây sấy khô có liên quan đến việc là tăng lượng chất dinh dưỡng và giảm nguy cơ béo phì. Và nếu như mà các bạn thấy rằng cái video này hay thì hãy bấm theo dõi kênh của dược sĩ Nguyễn Thúy để nhận được những cái video sớm nhất từ tôi. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn nhé.